Trên tay mình đây là những quả salak, nó còn được coi là đặc sản của Indonesia. Nó còn gọi với một tên gọi khác là quả mây Indo hay là quả da rắn, bởi vì cái lớp vỏ quả bên ngoài nó giống như những cái lớp da rắn nên người ta gọi nó với tên gọi khác là quả da rắn các bạn nhé. Trên thị trường hiện nay thì có hai dòng mây, thứ nhất là dòng mây của Indo và dòng mây của Thái Lan. Đấy, thì các bạn thấy là cái màu sắc quả khi chín của hai loại này nó sẽ khác nhau như này. Đấy, một loại là màu sắc khi chín là nó sẽ chuyển sang màu lâu như này, đỏ lâu các bạn nhé. Đấy, còn một loại là đỏ hung như này. Về cái trọng lượng và kích thước quả thì cái dòng mây của Indo này nó sẽ có kích thước gấp khoảng tầm 2 đến 2,5 lần so với cái dòng mây Thái. Đấy, vì quả của nó sẽ ngắn hơn, cái dòng mây Thái thì quả nó sẽ thuôn thuôn dài hơn các bạn nhé. Đây, các bạn có thể phân biệt rõ ràng giữa hai cái dòng mây này. Và quả mây Thái thì khi chín ấy, thì lớp cái vỏ quả bên ngoài nó sẽ có một cái lớp gai gai mỏng như này. Đấy, các bạn có thể sử dụng đặc điểm này để phân biệt giữa hai loại. Sau đây thì mình sẽ bóc hai cái quả mây này ra để cho bạn phân biệt nhé. Cái dòng mây của Indo này thì bên trong mỗi quả thì nó sẽ có ba cái múi như này. Đấy, trung bình thì sẽ có ba múi vậy nhé, mỗi múi thì sẽ có một hạt. Đây, như quả này thì có hai múi to và một múi nhỏ này. Còn đây là quả mây Thái các bạn nhé. Trung bình thì thông thường thì nó sẽ có 2 đến 3 múi, thường thường là 3 múi các bạn nhé. Theo mọi người đánh giá thì cái dòng mây Indo thì chất lượng quả ăn nó sẽ ngon hơn cái dòng mây Thái các bạn nhé. Đấy, chính vì vậy thì giá thành nó sẽ cao hơn cái dòng mây Thái các bạn. Đây, đây là quả mây Thái này. Ruột bên trong nó sẽ có 3 múi như này. Đây các bạn nhé, để mình ăn thử quả mây Thái này. Cái dòng mây Thái này thì ăn nó có cái vị chua hơn so với dòng mây Indo. Mây Indo thì mình ăn cảm nhận nó có vị ngọt, nó không có vị chua nhé. Và cái phần thịt quả với cái phần phần hạt này nó sẽ hơi bám một chút. Đấy, còn cái dòng mây của Indo này thì cái phần thịt quả và cái phần hạt thì nó có một cái lớp màng mỏng. Đấy, khi ăn thì rất là dóc. Đây là cái dòng mây của Indo nhé. Đây các bạn nhé, cái phần thịt quả và cái phần hạt nó rất là dóc. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái độ giòn này, vị ngọt và nó có một cái hương vị rất đặc biệt. Nó có vị dứa và vị sầu riêng kết hợp lại, ăn rất là thơm ngon. Còn trên tay mình đây là cái cây giống salak của Indo. Cây này thì được 6 tháng tuổi rồi, các bạn trồng khoảng tầm 2 năm nữa là cây bắt đầu ra hoa đậu quả. Quả salak thì nó sẽ mọc thành chùm, từ thân mọc ra, mỗi chùm quả nó sẽ dao động khoảng từ 25 đến 30 quả. Hiện tại thì vườn nhà mình có đầy đủ các kích thước từ cây giống đến cây trưởng thành, gần ra hoa đậu quả bên mình đều có nhé, số lượng rất là nhiều. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng mây của Indo này, liên hệ tới nhà vườn mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp loại hoa, cây cảnh, cây quả ngoại nhập, bất kỳ cái giống cây mới nào vườn nhà mình đều sưu tầm với cái số lượng rất là nhiều vậy nhé. Các bạn liên hệ đặt hàng qua hai số điện thoại là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn để sao cây sinh trưởng và đạt cái năng suất tốt nhất đấy.